Xin chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục CMMB News, phóng sự cùng CMMB. Lịch phát sóng sẽ rơi vào thứ 3 và thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. Và đến với số 12 của chúng ta hôm nay sẽ là những lưu ý khi đi siêu thị. CMMB sẽ bóc phốt bí kíp khi đi siêu thị mà các bạn cần phải chú ý nha. Đầu tiên, không thể không nói đến văn hóa xếp hàng. Một điều cực kỳ yếu kém của các thanh niên Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, thật đáng buồn hu hu. Khi thanh toán phải xếp hàng kể cả đồ bạn mua dù có ít đến mức nào đi chăng nữa, hay xếp hàng mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ, mọi không gian, mọi thời gian, điều này vô cùng quan trọng. Nếu không bạn có thể bị đánh giá không tốt về mặt ý thức và văn hóa nha. Từ đó nhiều người sẽ có cái nhìn không mấy thiện cảm, cực kỳ tiêu cực và kỳ thị người nước ngoài hơn. Điều thứ hai, đó là bạn sẽ phải trả tiền cho túi đựng của siêu thị. Điều này khác hoàn toàn với các siêu thị ở Việt Nam, sẽ không có túi ni lông miễn phí tại các siêu thị Đức đâu. Họ sẽ đặt những chiếc túi khác nhau về độ to, độ nhỏ, về chất liệu như là vải hay cốt tông hoặc là ni lông. Tuy chất liệu sẽ có giá thành khác nhau, bạn có thể lựa chọn để mua và tái sử dụng cho các lần tiếp theo. Lưu ý, không chỉ siêu thị mà tại các cửa hàng quần áo hay giày dép cũng đều sẽ như vậy nha. Vì thế, trước khi đi mua sắm, mọi người nhớ chú ý mang theo nếu không muốn mất tiền mua túi mới để sử dụng. Và điều thứ ba, nếu bạn muốn sử dụng xe đẩy ở ngay trước cửa vào thì bạn sẽ phải cược đồng xu có mệnh giá từ 50 cent cho đến 2 euro. Bạn chỉ cần để xe đẩy lại chỗ cũ, cài khóa lại thì sẽ lấy lại được tiền cược. Vậy tại sao phải như vậy? Đơn giản bởi vì người Đức muốn có một trật tự nhất định, không để xe bừa bãi sau khi sử dụng và sẽ giúp cắt bớt một phần thời gian cho công việc của nhân viên siêu thị. Điều thứ tư, đó chính là thời gian hoạt động và các chương trình giảm giá. Mọi người hết sức chú ý rằng tất cả các siêu thị hay nhà hàng của Đức thông thường chỉ mở cửa đến 20 giờ hàng ngày và sẽ luôn đóng cửa vào ngày chủ nhật, vì người Đức quan niệm rằng ngày chủ nhật là ngày của Chúa. Họ cần được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc dài mệt mỏi, do đó giờ mở cửa thông thường sẽ từ 7 giờ đến 20 giờ từ thứ hai cho đến thứ bảy. Không biết ở Việt Nam của chúng ta thì có ngày của Phật không? Ngoài ra thì thời gian khuyến mại sẽ thường có vào ngày thứ tư hoặc ngày thứ bảy. Thứ tư thường sẽ là ngày giảm giá những mặt hàng đa dạng, còn thứ bảy thì sẽ dành cho những đồ ăn ngắn hạn. Thêm nữa là có rất nhiều chương trình sale cực khủng, đa phần là trên 50%. Mọi người nhớ chú ý để săn sale nha. Và điều cuối cùng, đó chính là đổi chai lấy tiền nha. Ở Đức khi mua chai nước bạn sẽ phải cược tiền vỏ chai. Nếu bạn thấy dấu fan trên thân chai nước ngọt với biểu tượng chai lọ và mũi tên vòng quanh thì bạn sẽ đổi được tiền nhé. Các chai lọ không có dấu hiệu trên sẽ không đổi lấy tiền được và sẽ phải bị vứt ra thùng rác. Tùy vào từng loại, ví dụ như chai nhựa hoặc lọ nước thì giá cược sẽ là 0,25 cent, còn chai thủy tinh như bia thì có loại sẽ cược được 0,08 cent. Sau khi sử dụng xong, bạn mang ra siêu thị để đổi và lấy lại tiền, thông thường thì sẽ có một mẩu giấy ghi số tiền trên đó, và khi thanh toán bạn đưa cho người thu ngân để họ trừ vào hóa đơn mua bán là xong. Hy vọng sau số này các bạn đã có thêm nhiều thông tin thú vị về chủ đề đi siêu thị tại Đức nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau. Hãy nhấn like và subscribe fanpage và YouTube của CMMB để cập nhật liên tục các tin tức nóng hổi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo của chuyên mục phóng sự cùng CMMB.